Ngày 12 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa trả hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư thị ủy Bến Cát, Bình Dương, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 28 tháng 5 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù vì có hành vi đồng phạm giúp sức cho các cán bộ ngân hàng khi được xác định có vai trò cá nhân thời điểm mua lại tài sản của một người dân từng được thế chấp để vay ngân hàng, không liên quan tới chức vụ quản lý mà ông từng nắm giữ. Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc, phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, lần lượt bị tuyên 12 và 11 năm tù. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và cho rằng mình không phạm tội nên kháng cáo. Vào tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng và nhiều nội dung thiếu căn cứ pháp lý. Vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh đến nay đã kéo dài 5 năm, với 7 lần Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.